Để giới thiệu một chút thì mình hiện tại đang đi du học ở Phần Lan. Ở phần thì thời trang nó không có đa dạng như các nước châu Âu khác, nó cũng không hợp với style của mình ấy. Thêm nữa là size ở châu Âu thì quá rộng so với dạng người châu Á, nhất là đối với con gái. Mình cao 1m58 và nặng có 44 cân thôi. Xương mình còn nhỏ nữa nên là người mình khá là bé. Để mà tìm được đồ ở đây thì cực kỳ là khó khăn. Hầu hết quần áo của mình thì đều là mình đem từ Việt Nam qua. Hôm trước tự dưng mình đang lướt Facebook ấy, có một bạn ấy giới thiệu về shop của bạn ấy chuyên nhận order đồ từ Hàn và ship qua Đức. Thì từ Đức ship qua mình thì cũng dễ dàng hơn và phí thì cũng không quá là đắt. Nên là mình có PM bạn ấy để mình hỏi thêm về cách thức order như thế nào. Bạn ấy có gửi cho mình một cái app tên là Zigzag. Mình sẽ để cái logo và tên của cái app ở đây và ở dưới phần description box luôn. Cái app đó nó như Shopee á, là trên đó sẽ có rất là nhiều shop và người ta sẽ đăng đồ lên đó. Nhưng mà có một cái hạn chế là app đó chỉ có tiếng Hàn và không có tiếng Anh. Nên là nếu như bạn nào không biết tiếng Hàn như mình thì sẽ mất một lúc để có thể mò được cách sử dụng á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần haul luôn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu quần trước. Ở bên này mình khá là khó mua quần ấy, tại quần bên này thường nó sẽ rất dài so với cái chiều cao của mình. Nhưng mà ở cái shop này mình tìm được, tức là họ không chỉ chia size như kiểu XML mà họ còn chia cả size về chiều cao nữa, thì có chiều cao từ 1m5 cho đến 1m7 luôn. Và mỗi một cái chiều cao thì sẽ có đủ size XML, nên mọi người không có sợ bị kiểu quá dài hay là quá rộng. Kiểu mình đặt về là kiểu nó vừa in so với người mình luôn ấy. Chất vải này thì nó như kiểu vải pha ni lông hơi nhiều, nên là lúc mà ủi đồ ấy, mình recommend là nên ủi bằng bản lá hơi nốt. Mình rất là buồn bởi vì là bạn thấy nó hơi nhăn thì mình muốn là trước khi mà mình mặc thử ấy. Nhưng mà các bạn nhìn này, đó, tức là mình vừa mới chạm cái bản lá vào thôi ấy, là nó kiểu nó dính vào cái bản lá luôn, xong kiểu mình bóc ra thế là nó thành như thế này. Mình chưa mặc bao giờ, kiểu buồn vãi chưởng ấy. Cái đường kim mũi chỉ thì khá là ok. Cái quần này mọi người có thể mặc kiểu style đứng đắn công sở hoặc là mặc kiểu nghịch nghịch một chút đi chơi cũng ok. Đây là một số cách phối đồ của bạn mẫu. Thì bạn ấy mặc với áo phông xong khoác thêm blazer. Thậm chí mọi người có thể mặc cái này với cả hoodie luôn cũng ok, không sao hết. Bởi vì cái phần trên ấy nó khá là bó, chứ cái dáng nó không có bị suông như là quần công sở bình thường, nên mình thấy khá là flexible. Mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, thậm chí là mặc đi chơi cũng rất là thoải mái. Bởi vì cái chất này nó co giãn khá nhiều ấy, nhưng mà mình nghĩ là nó pha ni lông nên là cái việc thấm hút mồ hôi nó không có được tốt lắm, và hợp mặc trong mùa thu và mùa đông. Baby you are my everything. Nói về bộ này, mình thấy giá của nó khá là rẻ cho một set đồ. Bộ này thì có giá là 19.500 won, thì đổi ra tiền Việt là tầm 388.000. Mình thấy mua bộ này khá là hời bởi vì kiểu mình vừa có áo vừa có quần ấy. Cái này có thể mặc chung với nhau hoặc thậm chí là phối với những cái khác cũng rất là ok. Đường kim mũi chỉ thì kiểu không có gì phải nói, kiểu siêu cẩn thận, không hề có chỉ thừa luôn. Chất này thì là chất len dệt kim, kiểu len độ đan bằng máy ấy. Lúc mà mặc thì cũng không có sợ là bị lộ áo bên trong. Cái quần này thì cũng rất là vừa với mình luôn, mặc dù là cái bộ này là free size mà mình cũng sợ là nó bị rộng hay là bị dài gì đó ấy. Như kiểu cái size này kiểu nó dành cho mình luôn ấy. Nó có thêm một cái dây thắt nơ ở đây khá là xinh. Cái quần này ấy thì mình thấy mặc với áo phông cũng kiểu siêu hợp. Quần này có thể mặc đi rất nhiều chỗ và rất là thoải mái. Chất nó rủ xuống này, ở dưới thì nó hơi loe loe ấy. Và khoác thêm một cái cardigan đi với giày fila thì siêu hợp, giống mấy chị Hàn Quốc ấy. Màu be khá là dễ phối đồ. Mình thì mình hay thích chọn những cái màu kiểu nó trung tính ấy. Cái shop này thì mình thấy nó có khá là nhiều đồ và style theo kiểu bánh bèo thanh lịch ấy, của mấy chị Hàn Quốc ấy. Trong cái đống đồ mình đặt này thì có khá là nhiều đồ từ shop đó. Cái shop này có một cái hay là họ có rất nhiều người mẫu, và mỗi người mẫu thì có một cái chiều cao và cân nặng khác nhau để phù hợp cho từng tạng người. Trong đó có
có một chị cũng cao tầm tầm bằng mình, kiểu 1m58 và nặng cũng như mình luôn. Thì mình ấn vào cái hình của chị đó mà hiện ra tất cả những bộ mà chị đó thử ấy, thì mình kiểu có thể xem là cái dáng đồ mà lên người tầm chiều cao như thế thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì quần hay là váy ấy, nếu như mà chiều cao của mình khiêm tốn thì mặc nó sẽ kiểu bị dài xong bị lộn thục, nó sẽ không có đẹp ấy. Thế chị mặc bộ này và cái chiều dài nó rất là phù hợp ấy, nên là mình đặt luôn. Và đúng là khi mà về đến tay ấy, nó phù hợp từ chiều dài cho đến chiều rộng. Theo mà mình muốn giới thiệu ở đây là một chiếc áo len cộc tay. Mình siêu thích cái màu xanh này luôn. Mình chưa có một cái áo màu xanh lá nào ở trong tủ hết, nên là kiểu khi mà thấy cái họa tiết này và cái màu này, mình quyết định đặt ngay lập tức. Em này thì có giá là 15.300 won, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 300.000. Mình thấy mức giá này so với chất lượng thì kiểu cực kỳ ok, cực kỳ rẻ. Một cái áo len mà dày dặn như thế này ấy, nếu như mà bán ở trong hãng như kiểu Zara hay là H&M ấy, mình nghĩ là giá có thể lên tới 40 euro, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 1 triệu đồng ấy. Mà áo này mình mua chỉ có 300.000 ấy. Xì chất này nó rất là dày dặn, mà mặc lên nó rất là tôn dáng, rất là đúng dáng, y như hình mẫu mặc luôn. Có một cái mình hơi không ưng ở đây là cái vai ấy. Cái vai mình cảm thấy nó hơi cứng, không biết là lúc giặt xong thì nó có mềm ra không. Nếu như mà mình mặc cái này mà không sơ vin thì cảm thấy cái áo này nó hơi rộng so với mình, kiểu mình như kiểu lọt thỏm trong cái áo ấy. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái bộ mà mình thích nhất trong cái đồ lần này. Vải twist thì nó đã hot từ năm ngoái rồi, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa hạ nhiệt. Trước thì mình cũng có tính mua một cái áo khoác twist ở Zara ấy, nhưng mà giá em nghĩ thì quá là mắc, 80 euro. Mình thấy nó không đáng đến mức đó, nên là thôi mình cắn răng bỏ đi. Nhưng mà đến năm nay ấy, kiểu khi mà mình vừa thấy cái bộ này ở trên web một cái ấy, kiểu phát điên lên, mình phải có nó bằng được ấy. Lúc đầu thì cái bộ này ở trên web thì không có hình mẫu mặc, nên mình cũng hơi lăn tăn là không biết lên form thì nó sẽ như thế nào. Mà kiểu bộ này thì khá là nhiều shop ở Hàn bán, giá thì chênh lệch nhau cũng khá khá ấy. Mình cũng hơi lo sợ về cái chất lượng, nhưng mà khi mà nhận đồ về tay ấy, thì trời ơi, cái giá của em này nó quá là rẻ so với chất lượng. Set này có giá là 27.000 won, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 150, mà có cả áo lẫn váy. Và cái form lúc mà lên ấy nó rất là tôn dáng, rất là đúng dáng luôn. Áo này thì có hai lớp, ở bên trong có một lớp lót nữa, và cái đường kim mũ chỉ nó may rất là đẹp, kiểu nhìn như kiểu hàng hãng mà hàng xịn luôn ấy. Kiểu mình không nghĩ là cả bộ này mà có 500.000 thôi ấy. Mình rất thích cái chi tiết khuy ở đây, cái khuy làm theo kiểu ngọc trai rất là sang luôn ấy. Cái màu này là màu xanh pastel, mặc lên tôn da cực kỳ. Mình nghĩ là bộ này sẽ hợp với những bạn da trắng hơn. Ở đây cũng có một hai chiếc túi được cách điệu ở đây, rất là xinh. Có một điều mình không thích ở cái này là cái váy nó không có một lớp quần lót ở bên trong, mà váy này cũng hơi ngắn ấy, nên là lúc mặc thì sẽ phải cẩn thận một chút và không có kiểu vận động mạnh được. Mình nghĩ bộ này để đi chơi hay đi làm, đi cà phê cũng đều rất ok. Áo này thì là kiểu crop top, nhưng mà cái cạp của cái váy này thì khá là cao, nên là kiểu sẽ làm cho dáng mọi người gọn hơn và cao hơn. Cho lắm, nó hơi cứng ấy. Mình không thích cái chất này, nhưng mà mặc lên thì rất là xinh. Màu này cũng rất là xinh, rất là tôn da. Cái này có thể mặc với chân váy, quần jean hay là quần âu, quần ống rộng, cái nào cũng có thể kết hợp được ấy. Và cái chi tiết là kiểu lộ vai này sẽ làm tôn vai của bạn lên ấy. Mình rất là bé với hơi xương ấy, nhưng mà mặc lên thì nhìn rất là xinh, nhìn nó đầy đặn hơn.
Bây giờ mình sẽ nói về mấy cái cardigan mà mình rất là thích mặc cardigan. Nhưng mà ở đây thì cardigan thường nó hơi mỏng ấy, mà cũng bị dài. Mình nghĩ là phối đồ nó hơi khó. Thì đợt này mình có đặt hai em cardigan thì đều là dáng ngắn hết. Mình rất là thích cái màu này. Màu này như kiểu màu của mùa thu ấy. Mình nghĩ là mình cũng khá là quen với những cái đồ thu đông mà bạn thích quả chám rồi. Nó basic nhưng mà vẫn hiệu quả. Chất len rất là dày dặn. Nhưng mà có một cái mình không thích là ở cái phần cầu vai này. Cảm thấy nó hơi cứng ấy. Nên là lúc mà giặt cái len này nó mềm hơn ra không. Nghĩ là kiểu vai khi mà nó suông xuống ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Mặc trong thời tiết mùa thu hay là mùa đông ở Hà Nội mình thấy đều ổn. Mùa thu thì có thể nó sẽ hơi nóng, nhưng mà mùa đông thì mặc sẽ ấm lắm. Cái tay áo này thì nó là dạng kiểu hơi to, kiểu phồng phồng lên ấy, nên là nhìn rất là dễ thương. Giá của em này là khoảng tầm 24.000 luôn, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 500.000. Nếu như mà mua em này hàng hãng ấy, mà với cái kiểu len dày như thế này ấy, có thể lên 50-60 ô là khoảng tầm 1.500.000. Cái áo cardigan tiếp theo của mình là một màu nâu, thêm một cái viền be ở đây nữa. Điểm đặc biệt của em này là cái hàng khuy nó may giấu vào bên trong, và khi mà mọi người cài thì mọi người sẽ không có thấy khuy ở đây. Có thể mặc theo hai kiểu được, mọi người có thể khoác như cardigan bình thường, hoặc là cài khuy vào và mặc như một cái áo len chui ấy. Bạn mẫu mặc thì bạn ấy mặc như một cái áo len chui và sơ vin mặc cùng quần jean cũng rất là đẹp. Cái chất len này thì nó mỏng hơn, vải nó cũng rủ xuống hơn ấy. Mặc thì nó sẽ không có đúng form như là những cái áo len dày khác. Nhưng mà mình thấy thế cũng ok. Thì các bạn có thể mặc được hai kiểu ấy. Cái này thì mình thấy khá là rẻ. Anh này có giá là 9.900 won, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 200.000 ấy. Giá thế là mình nghĩ rất là ok so với một cái áo cardigan như thế này. Cái tiếp là một cái chân váy. Mình thì mình đã muốn có một cái chân váy dài từ rất là lâu rồi. Nhưng mà ở đây thì mình gần như không thể tìm được một cái chân váy nào mà nó vừa với chiều cao của mình ấy. Một là nó quá dài, hai là nó quá rộng. Và khi mà mình mặc lên ấy, cảm giác kiểu mình lùn, kiểu còn một mẫu luôn ấy. Và khi mình thấy cái em này là mình đặt mua ngay lập tức. Em này thì có chất vải kiểu vải thô, mặc mùa hè mình nghĩ khá là mát. Cái vải thô này này, khi mà ra ngoài nắng ấy, có thể là sẽ nhìn thấy hết bên trong ấy. Nên là ở trong này người ta có lót thêm một cái lớp lót màu trắng nữa. Ở phía sau là chun co giãn khá là thoải mái. Cái chiều dài của em này thì đến ngay phần đến bắp đùi của mình thôi. Một cái form dáng của một chiếc váy midi luôn ấy. Em này thì có thể phối với áo len ôm hoặc là áo phông trơn thôi cũng được. Xong rồi khoác thêm blazer hay là thêm cardigan ấy, cho đúng một cái outfit mùa thu luôn. Này, bạn này thì có giá là tầm 24.000 won, đổi ra tiền Việt khoảng tầm 500.000 ấy. Hơi mắc so với một cái chân váy, nhưng mà bởi vì nó rất là phù hợp với chiều cao của mình nên là mình cắn răng và mình mua em nó. Nhưng mà mình thấy không hề hối hận một chút nào. Cái chất lượng nó quá là ok luôn. Tiếp theo cũng là một em cardigan nữa, nhưng mà cái áo này thì không phải là mình đặt mà là của bạn mình đặt. Nhưng mà mình vẫn muốn giới thiệu ở đây với mọi người, bởi vì cái áo này nó giống như kiểu đan tay ấy, đan mũi lên mũi xuống. Cái kiểu đan này khiến cho cái áo nó rất là mềm, sờ nó rất là thích luôn ấy. Cái len này nó rất là dày dặn, cái len này là len sợi to. Cái màu này cũng mình nghĩ cũng khá là dễ phối đồ nữa, mà khoác lên nhìn rất là xinh. Mình nghĩ là cái này khoác lên thì sẽ xinh hơn là cái kiểu mà mẫu mặc là đóng thùng ấy, tức là cái hết khuy xong đóng thùng ấy, bởi vì áo này dày và form to nên là đóng thùng nhìn nó hơi kỳ. Thêm nữa là cái họa tiết kẻ ngang này, nếu bạn nào gầy ấy mặc lên sẽ cảm thấy người sẽ đầy đặn hơn. Áo này thì có giá là 414.000, mình thấy cũng khá là ok so với kiểu một cái áo len, một cái cardigan dày dặn như thế này, có thể mặc được cả mùa đông lẫn mùa thu luôn. Và mình có để link shop của cái bạn mà mình đặt order từ Hàn qua châu Âu ở ngay phần description box cho những bạn nào có nhu cầu ở châu Âu và muốn đặt đồ Hàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay là những câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới và mình sẽ cố gắng trả lời hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình và follow Instagram của mình sẽ để ở dưới này. Hẹn gặp lại mọi người.